Rồi chào anh em nhé, hôm nay mình lại đi bãi gặp những cái mầm rất là đẹp, còn siêu đẹp luôn, ố lên chưa có vệ sinh nhá, chấu rước nó thì mồ hôi này thôi, răng cọ rất là ok. Mầm này 3,5 tấc, 3,5 tấc này, thông lòng là 125, còn con này 3,1 tấc, con này như mới luôn, răng cọ rồi. Đó. Mới đen rồi, thông lòng 95 rồi, bậc 126 này. Tâm ốc là 285, về rất là nhiều, quay cho quý anh chị coi, có nhu cầu mua thì liên hệ nhé. Cháu lật này, có khôn này, Kitagawa, con này Kitagawa nhé, còn mới keng, chất lượng, tìm một cái chấu nữa là chấu trái nữa là ok. Con này đang chưa có chấu nhá, không biết là con này có sun hay là có gì đây, con này rất có sun nữa, thông lòng lớn. Rất là nhiều. Đây là 2 tấc. Hai tấc 1 này. Đây 2 tấc 3 này. 1 tấc có côn. Mầm Kitagawa. Khi ta ra qua chấu lật này, nhưng mà tháo chấu, con này rất là mới này, 2,3 tấc khi ta ra qua đẹp, 2,3 tấc ta ra qua. Tấc 95 bên này, bãi này về rất là nhiều. Con này thuy lực, thuy lực thì chút, thuy lực 300 này, 10 tấc 9 này, tấc 9, con này cũng đẹp lắm, tấc 9 này, còn mấy con nhỏ này 1,1 tấc này, con này 80 chắc. Tám mươi năm này, tấc mốt này, tấc 3 quá, tấc 3. Con này 2,5 tấc, Kitagawa 2,55 tấc này, mâm hai mặt hai nữa này, con này rất đẹp nhé, có côn,
con 106 này. Con này 2 tấc 3 luôn. Có con 106 luôn. Mình đẹp không? Quá trời mâm luôn. Anh em cần mua mâm thì liên hệ nhé. Đây mâm đây, những con này là ba tấc 55, giá 2,5k. Anh em mua thì xin 2 xi cà phê 2,7k nhé. Bốn tấc hai phẩy năm tấc, mầm quá trời mầm nhé. Còn 2k 3k 2,7k 2,5k đó, anh em cần thì liên hệ nhé. 4 chấu này 3,5 2,5k, xin anh em 2 xin. Anh em nào ốc thì alo nhé. Rồi xin kết thúc video ở đây. Anh em xem được like chia sẻ. Điện thoại 0989 821011 giúp em nhé. Hôm cặp Nhật bãi ra ban để rất nhiều. Ngoài ra thì còn các loại mặt hàng khác nữa. Anh em cần thì alo nhé. 0394 822 379 Zalo giúp em. Rồi, xin chào.